Giao tiếp là hiệu quả ha. Đây là một cái nguyên tắc rất là cơ bản tôi cần các chị nắm. Bước 1 là mình cần phải lắng nghe. Mấy cái này là những cái mà anh chị đã được nghe rất là nhiều lần, và nghe thêm một lần nữa, biết đâu lần này sẽ thay đổi. Nó lạ lắm, có những lúc mình nghe nhưng mình không có làm, nhưng mà đến một lúc mình nghe lại mình lại làm. Tôi có một cái cặp vợ chồng kia, cô chú ở gần gia đình tôi, và tôi rất là thích cái cặp vợ chồng này. Vì buổi sáng tôi đi tập thể dục là tôi thấy cô chú cứ nắm tay đi. Về hưu rồi, 60 mấy 70 tuổi, mà cứ đi tập là thể dục là cứ cầm tay như đi tung tăng, như hai đứa yêu nhau vậy đó. Và tôi canh canh chú tới ngay cái bồn hoa ngồi chơi, còn cô thì đang đứng gập lên gập xuống. Tôi đến tôi hỏi chú có chia sẻ cho con biết cái bí kíp làm sao để chú với cô lớn tuổi vẫn hạnh phúc giống như hồi trẻ này. Chú nói cũng không khó mà cũng không dễ ha. Đó là lúc đó cô chú quen nhau á, cô chú có một cái thống nhất, đó là một người nói là phải có một người nghe. Nó có những cái nguyên tắc, nhưng mà nguyên tắc đầu tiên cô chú thống nhất với nhau là một người nói thì người kia phải im lặng. Người kia có nói cái gì, có oan ức hay là nhầm lẫn gì mình cũng đừng nói lại, mình cứ ngồi đó mình im, mình đợi cho người ta nói hết. Bao nhiêu người biết chúng ta gặp khó khăn là vì có những lúc người ta nói chưa hết mà mình nhảy vô họng. Mình nhảy vô họng cái mình tưởng đâu mình hiểu người ta rồi, cái mình nhảy vô mình cãi hoặc là mình phân bua, và thế là nó cứ phang nhau hoài à. Bây giờ về nhà làm lại, thay đổi chiến lược đi được không? Mình cứ việc người ta nói cái mình mới ngồi mình nghe, mà nghe với một ánh mắt ghi nhận nha, chứ cũng không phải nghe mà như thế này. Thì người ta cũng không nói hết được, đúng không ạ? Người ta và rất là nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, có những người khi họ oan ức, họ bực cái gì đó, họ nói rất là nhiều. Nhưng mà mình ngồi mình im không, họ nói xong cái tự nhiên họ thấy hơi nhiều, cái tự nhiên họ hết giận luôn. Tức là họ đang tức giận á, mà để cho họ được nói cái tự nhiên nó hết luôn, chưa cần qua bước 2. Cái bước 1 này thôi là có nhiều người đã thành công rồi. Tức là cứ để cho họ nói đi, đúng không? Cứ để nó. Anh về nhà anh có để ý tên này, sao, tiền cơm nước thế này thế nào thế. Tay xong qua em đi, anh cũng như vậy là anh coi thường em. Thế mình cứ ngồi, anh hiểu được cảm xúc của em. Cứ ngồi đó, mong biết có hiểu hay không. Cứ nghe một cách chân thành, anh biết anh đang rất là khó chịu mà. Chưa nói, chiều còn về như thế này thế kia. Anh hiểu được cảm xúc của em. Cứ nói hiểu rồi, hiểu cảm xúc của em. Là tự nhiên người ta dịu dần, tự nhiên nói trong tiếng. Lần sau nhớ mà để ý đó. Xong. Hết phim. Nó giống như một tay của chúng ta. Nhiều khi mới coi có một bước là hết phim rồi, tại vì không đủ sức để chiếu tập 2, mệt rồi. Giống như mình đánh tennis á, tennis nó có một trái banh một, mà khi mình quật qua một cái, giống trái cầu lông cũng vậy, quật qua một cái, người kia quật lại, quật qua, quật lại. Có những người một trái cầu mò đánh nửa tiếng không rớt, đúng không? Còn hãy tưởng tượng người ta có tới 10 trái cầu, người ta quật qua, mình không đánh lại. Quật qua mình cũng không đánh lại, đánh hết cầu đâu nữa là đánh. Có hiểu cái nguyên tắc này không ạ? Mà có người nhưng mà máu chịu không nổi, thì máu chịu không nổi thì tiếp tục khổ đi, hiểu chưa? Còn nếu mà máu chịu nổi thì cứ ngồi đó bình an mà nói họ đang cần quá ha. Đó, anh hiểu rồi, em hiểu, em xin lỗi, em hiểu được cảm xúc của anh, em xin lỗi. Mình cứ nói vậy, tự nhiên nói xong cái họ thấy còn quá đáng, hơi nóng tính với mình. Anh nói vậy thôi, lần sau mình nhớ để ý. Cái tự nhiên gia đình bình an, bởi vì mục tiêu của mình là gia đình bình an mà, đúng không? Sợ nhất là mình muốn gia đình bình an nhưng mình cứ thích đi hướng này, xong mình nói như cái máu nó vậy á, cái máu thì cứ tiếp tục đi chứ ai cứu mình được bây giờ. Mình đã biết đi cái hướng này là khổ rồi thì tại sao cứ đi? Mình đã biết là chỉ cần lắng nghe thôi là xong rồi. Có những người này mới ác này, người ta đang nói giữa chừng cứ nhảy vô họng người ta. Ý ông là bây giờ tôi phải như vậy? Đâu, tôi có ý đó hồi nào? Cái ông mà nói là ý đó chứ gì? Đoán thôi chứ không chắc. Hiểu không ạ? Mình tự suy. Và thế là cứ phan qua phan lại, không nghe được hết ý của đối phương. Nên chú nói là có những lần mà cô tức giận, cô nói, chú ngồi chú nghe. Cô nói một thân đã đời, cái cô ngắt im lặng. Cái chú nói, em nói hết ý chưa? Nói, chưa, lấy ly nước uống. Uống nước xong thì nói tiếp. Có những lúc nó bức xúc như vậy. Đặc biệt là những cái chuyện mà ngày còn trẻ mà mâu thuẫn trong gia đình, đại gia đình á, trách nhiệm của con cái, anh chị em với nhau, với cha mẹ á, tranh cãi kịch liệt. Vậy thì chỉ cần mình lắng nghe thôi là xong ha. Bước số 2 ha. Bước 2 là nhớ phải đồng thuận nha. Người ta nói cái gì cũng đúng hết á, đừng có cãi làm chi cho mệt. Đồng thuận tức là mình đồng ý á.
mình đồng thuận theo cái ý của người ta. Khi người ta nói cái gì ra là mình cũng phải biết nó đúng hết á. Nhưng mà nó đúng với ai biết không? Tôi cho vài minh họa nha. Con nó nói thế này nè: môn toán là cái môn chám phèo, mày khùng hả mày? Đi học môn toán là môn chính mà mày chán nó, mày học cái gì? Như vậy có nghĩa là mình vi phạm nguyên tắc của số 2. Nó nói môn toán chám phèo mà mình nói là mày khùng hả, thì lập tức có sự va chạm chống cự, mày không dạy được nó đâu. Nó nói môn toán chám phèo, đúng là môn toán nó gai góc thật hả con? Tức là đồng thuận. Và theo con thì trong môn toán cái gì là gai nhất? Thầy giảng nhanh lắm. Thì ra là thầy giảng nhanh, chứ không phải là môn toán nó chán. Bao nhiêu người biết có những cái ý nghĩa nó rất là lạ, hiểu không? Thầy giảng nhanh quá nó theo không có kịp. Thay vì nó nói ông thầy con giảng nhanh, thì nó lại nói môn toán chán phèo. Thật ra là không có cái môn nào chán đó, mà tại vì thầy hoặc cô chưa có cái phương pháp phù hợp để cho nó thích cái môn đó. Ngày xưa tôi rất là ghét cái môn lịch sử, nhưng đặc biệt lên cấp 3 tôi cực kỳ mê lịch sử. Tại vì cái thầy mà dạy chúng tôi môn lịch sử cấp 3 là một ông thầy, ông có cái đầu như một người đạo diễn phim kiếm hiệp. Ông kể lại một cái trận đánh lịch sử mà tụi tôi cứ tưởng ông mới coi phim xong. Các con biết đêm hôm đó vua Quang Trung Nguyễn Huệ đưa tất cả 3-4 tướng sĩ lên một cái ngọn núi để mà làm lễ tế trời. Bà nên vua đứng trên một cái bàn đá, các con tưởng tượng đây là một cái bàn đá, và hai nên bay lên những cái món đồ bà nên cầu khấn với trời đất. Sau đó vua Quang Trung Nguyễn Huệ lấy ra một cái mâm đựng 200 đồng tiền vàng. Vua Quang Trung nói với hỡi ba quân tướng sĩ, nếu bây giờ chúng ta lật bàn này xuống mà 200 đồng này nó lật ngửa thì chúng ta sẽ khởi nghĩa, còn nó lật tốc nhiều quá chúng ta sẽ ngừng khởi nghĩa. Sau khi vua lật một cái, lạ thay 200 đồng tiền vàng đều lật ngửa. Ba quân tướng sĩ hò reo tiến lên, đến lên, tiến lên. Ông diễn như thiệt vậy đó. Ông dạy lịch sử mà tôi tưởng ông kể phim kiếm hiệp với anh Dũng. Trời ơi, tôi mê cái môn lịch sử của ông. Tôi nói cứ tới giờ là tôi cầu mong ông lên dạy không. Mỗi lần mình nhìn vua thời có biểu thấy lịch sử đầu sáng rực. Rồi hôm nay học cái môn rất là thú vị. Anh về chưa ạ? Vậy đâu phải là cái môn lịch sử nó chán đâu. Tại vì lịch sử mà vua mà cứ dạy cái này nè. Xin lỗi các thầy cô, xin lỗi, xin lỗi. Nói thật đây bà chào, xin lỗi, xin lỗi. Mình vô mình đọc ấy. Ghi bài. Ngày 1 tháng 9 năm 1789 phải hiểu vậy là nó tức, nó ngục, nó ghi chán, muốn chán hình dung á, nó chán. Chứ còn mà dạy lịch sử mà kể như phim kiếm hiệp, tức là dựa trên cái bối cảnh lịch sử đó, rồi mình tự tưởng tượng ra cái trận đánh nó diễn ra như thế nào, rồi mình diễn nó bằng cái cơ thể của mình. Ủa rồi ông, tôi nói cái giọng của ông thì giọng Bắc Nam Tư, mà ông nói cái giọng hay lắm, chứ không phải giọng như tôi đâu. Cái âm thanh nó rất là quan trọng nha, cái âm thanh của ông rất là hay. Ngày đó vua Quang Trung, tôi nói nhìn lại cái thời khóa biểu mà thấy môn lịch sử là biết thầy Hoan xuất hiện. Ông tên là thầy Hoan đó, ông giỏi trời, tôi ấn tượng cái ông thầy đó, thấy chưa? Vậy là đâu phải môn lịch sử. Nên nhiều khi đứa nhỏ nó ghi là nó nói là môn toán chán phèo, thì nó nói môn toán gây góc thật. Nhưng mà theo con chán nhất là ở chỗ nào? Nói chán nhất là cái phần này, toán không gian này, sao mà rối lắm. Thì ra nó đang gặp khó khăn với toán không gian. Mình nói theo con, nếu mà để cho mọi thứ tốt hơn có cách gì không? Nghĩ là phải có ai đó kèm thêm cho con, không có chịu được đâu. Hình như hoặc là trong lớp con có người bạn nào mà giỏi cái đó không? Có. Con có hỏi bạn chưa? Là chưa. Sao vậy? Con ngại. Vậy hả? Đó, bạn có ở gần nhà mình không? Có con số điện thoại không? Có cái chơi thân không? Hình dung đó là mình tìm hiểu những cái cách để giúp cho nó giải quyết. Được không? Đó là cái gì? Người ta gọi là đồng thuận. Được không ạ? Ví dụ này. Bà ngoại là cái đồ đáng ghét. Ê, mày đừng hỗn láo nha. Không có bà ngoại sao mà có mẹ. Tại sao mày dám hỗn láo với người lớn? Hả? Ai dạy mày cái trò mất dạy này? Ai dạy? Hả? Tại sao mày dám nói bà ngoại là cái đồ đáng ghét? Là mình đang phản đối nó đó. Bà ngoại là cái đồ đáng ghét. Bà nội nhiều khi cũng có những cái làm mình cũng căng thẳng ha con. Theo con thì cái gì của bà nội làm cho con cảm thấy mệt mỏi vậy? Không cho coi tivi. Lúc nào? Hồi nãy con nói là coi thêm một xíu nữa cũng không cho. Bà ngoại có nói lý do không?
Bà ngoại nói về đi, tới giờ học bài rồi, mẹ mày chờ kia. Như vậy là có nghĩa bà ngoại đang lo ngày mai con không đủ thời gian học bài cho ngày mai phải con? Dạ. Theo con như vậy bà ngoại có thương con không? Thì thương nhưng mà cho con một tí nữa. Vì như vậy ngày mai mẹ sẽ nói với ngoại để ngoại để ý, nếu mà còn kịp thời gian thì nhín cho con coi cho một tí nữa ha. Còn nếu như mà không đủ thời gian thì chắc chúng ta cũng phải để ý tới việc học bài, đúng không? Anh Dung à, tức là mình lắng nghe, mình đồng thuận với nó để xem cái ý đường sâu của cái câu chuyện này là cái gì. Tại vì quá nhiều chuyện trong cuộc đời này nó diễn ra mà chúng ta đã không dùng cái từ chính xác để mô tả cho cái cảm xúc của chúng ta. Tôi nói về cả nhà mình hình dung ạ. Tức là mình đang tức một chuyện nhưng mình lại nói ra một chuyện, thì điều đó nó làm cho mình bị căng thẳng. Nên có rất là nhiều thứ mà mình đã fighting với con mình liên tục là tại vì mình không đồng thuận được, mình không lắng nghe được nó, đúng không ạ? Và cái bước mà tôi vừa hướng dẫn luôn rồi đấy, đó là bước số 3, là mình phải điều chỉnh nó. Tại vì cái trí khôn của đứa trẻ nó rất là non nớt, nó nói mà nó không biết nói cái gì đâu, nó nói mà chính nó cũng không biết là nó đang nói cái gì đâu. Nên việc của mình là người lớn hơn nó, mình phải giúp cho nó uốn nắm điều chỉnh, đúng không ạ? À, vậy là mình thấy nó nói chưa phù hợp thì mình sẽ giúp nó điều chỉnh. Nhưng mà mình chỉ có thể điều chỉnh được nó khi nó muốn nghe mà thôi, được không anh chị? Khi nó thật sự muốn nghe. Mà nếu nó muốn, mình muốn nó nghe thì mình phải làm bước 1 và bước 2 thật tốt, được không? Tôi nói về các anh chị rõ thôi không? Mình chỉ có thể chỉnh sửa được người khác, tức là khi người ta nghe lời của mình, mà người ta chỉ nghe lời những người người ta yêu, người ta quý trọng hoặc người ta kính trọng. Chăm hết. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.